Alo, điều gì lại xui khiến cô bạn thân mấy năm không gặp của tớ gọi điện cho tớ thế này? Tưởng Giang ơi, mày gặp tao một chút được không? Mèo, mày có chuyện gì đấy? Sao mày lại khóc? Tao... Thôi được rồi, bây giờ mày ở đâu? Mày ở yên chỗ đấy nhá. Được rồi, bây giờ tao sẽ đến ngay. Nhớ đợi tao đấy. Đây là phòng làm việc của chồng tao đấy, mày thấy thế nào? Đẹp thật đấy. Mày mỏi chân không? Mày cứ ngồi tạm đi, không sao đâu. Tao ngồi đây á. Ừ, anh kiếm anh ấy đang họp. Xong rồi họp xong anh sẽ ra với bọn mình. Thế thì tao ngồi tạm thôi nhá. Ôi, đúng là ghế chủ tịch của khác êm thật đấy. Đây là cơ ngơi mà vợ chồng tao phải vất vả lắm mới xây dựng được đấy. Ừ, mày đúng là có phúc thật đấy, trả bù cho tao. Mày hâm à, mỗi người một số, cứ đi đi rồi sẽ đến, hầm. Ừ, thì cũng đành phải bước tiếp thôi. Mà mày làm việc ở đây ấy, mày cứ yên tâm đi. Chồng tao ấy là người rất là rộng rãi, anh ấy thoải mái với anh nhân viên lắm. Cảm ơn mày nhá, không có mày, tao không biết phải làm gì nữa. Không cần phải khách sáo như thế đâu, mai mốt mày giàu lên ý, mày trả tao gấp đôi là được. Thế thì chắc chắn là phải giàu rồi. Sao anh tưởng là em đến đây một mình để dối đi ăn trưa cơ mà? Anh nhìn xem, anh nhận ra ai đây không? Ơ, là My đúng không? Ui, lâu lắm rồi không gặp đấy, dạo này em có khỏe không? Dạ vâng, là em đấy ạ, lâu rồi không gặp. Anh có khỏe không ạ? Anh vẫn khỏe lắm. Nhưng mà thế nào mà lâu lắm rồi không thấy em ấy nhá. Nhất là từ cái hồi cưới em ấy, anh không gặp nữa luôn. Tại em bận quá. Chồng em kinh doanh cho nên là em phải phụ giúp anh ấy. Cho nên em cũng ít liên lạc bạn bè với cả ít ra ngoài ạ. À, đấy, bảo sao mấy lần anh bảo vợ anh là gọi em đến nhà anh chơi đi. Nhưng mà vợ anh bảo là gọi không được, em toàn tắt máy thôi, không đứa nào gọi được cả. Hóa ra là hai vợ chồng kinh doanh cái gì? Chắc đợt này làm ăn không khá lắm đúng không? Dạ không ạ, em... Chả là... Từ ngày em lấy chồng, sinh con xong rồi em phải phụ giúp anh ý việc kinh doanh. Nhưng mà kinh tế thì vẫn là anh ý nắm. Vừa hay là sao? Vừa hay là... Chồng em ngoại tình ạ. Sau đó thì em bị đuổi ra ngoài đường. Không tiền, không nhà, không con, cũng không có công việc gì cả. Nếu mà không có Tường Gian thì em không biết phải làm thế nào nữa. Tại vì em thấy My tội quá nên là hôm nay em mới đưa My lên đây đấy. Anh xem là công ty của anh có vị trí nào phù hợp không thì để cho My làm nhé. My này, em đã đi làm ở đâu chưa? Kinh nghiệm em thế nào rồi? Dạ, từ ngày em lấy bằng xong là em lấy chồng xong rồi sinh con luôn. Cho nên là em chưa có kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà ở nhà em cũng phụ giúp chồng làm việc kinh doanh. Cho nên là em nghĩ là em làm được chăm sóc khách hàng đấy ạ. À, nếu vậy thì được. Thế thì thế này đi, anh sẽ sắp xếp cho em một công việc ở phòng chăm sóc khách hàng nhé. Nếu như em làm tốt, anh sẽ cân nhắc em, đưa em lên làm trưởng của bộ phận đấy luôn. Bởi vì dù gì công ty anh bây giờ ấy cũng đang thiếu nhân sự lắm. Thật thế ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Thế nhá, thôi hai người cứ nói chuyện đây nhá, anh ra ngoài có chút việc tí. Anh này. Ơi, sao thế? Hiện tại thì My nó chưa ở chỗ ở, nên là em định em sẽ sắp xếp cho nó một căn phòng nhà mình. Anh thấy là có được không? À, được, cái này được, anh thoải mái mà. Nhà mình rộng mà, nhiều phòng lắm, anh cứ sắp xếp mình nhá. Tường Gian, anh kiếm anh. Em cảm ơn hai người nhiều ạ. Thế nhá, anh đi đây. Thế ạ. Tường Gian, mày đúng là ân nhân của tao đấy. Cảm ơn mày nhiều lắm.
Không có mày, tao không biết phải làm thế nào cả. Mày Hâm à, bọn mình là bạn bè cơ mà. Bây giờ ấy, mày đang khó khăn thì tao phải giúp đỡ chứ. Mày yên tâm đi, tao tin là mày sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này sớm thôi. Dạ vâng ạ, ngay chiều nay bên em sẽ cho người đến để tặng quà anh ạ. Dạ vâng. Em với anh thì cần gì phải khách sáo nữa ạ? Sao ạ? Đi ăn trưa thì không được rồi anh ạ. Hôm nay em lại bận mất rồi. Hay là để thứ bảy nhá anh nhá. Em chỉ dành buổi trưa thôi ạ. Chủ nhật thì em cũng phải đi tiếp khách ở bên nước ngoài về rồi ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Là lão Nhân đấy à? Anh vừa nghe được thông tin là ông ta xé hợp đồng rồi đuổi nhân viên của mình ra ngoài nữa chứ. Mạnh mồm lắm, còn bảo là chỉ làm việc với em thôi. Tính khí lão thất thường mà anh, kệ đi ạ. Mà lão còn vừa rủ em đi ăn nữa đấy anh ạ. Anh thấy em cũng giỏi rồi đấy. Đúng là chỉ có em mới chiều được lão ta thôi. Mà kể từ khi làm việc với lão ta nhá, công ty của mình rất là nhiều mối làm ăn luôn. Mấy lão già háo sắc như thế, trông thế thôi mà dễ dụ phết anh ạ. Em chỉ cần ngọt nhạt vài câu ấy là mọi chuyện ok ngay. Mà kể ra ấy, từ cái ngày mà vợ chồng anh gặp em ấy, rồi để em vào đây làm việc, anh thấy là vợ chồng anh gặp may mắn nhiều lắm. Anh cũng nhàn ra, đỡ phải đi tiếp khách nhiều. Hơn nữa ấy, anh thấy cái tài chăm sóc khách hàng của em ấy, nói là gì nhỉ, cực kỳ hiệu quả. Đó, mà từ ngày đấy giờ công việc cứ tuồn vào liên tục. Cảm ơn em nhiều nhá. Em với cả anh thì cần gì mà phải cảm ơn nữa à? Em còn đang mang ơn anh với cả Tường San mà không hết đấy chứ. Mà anh này, dạo này anh có khỏe không? Sức khỏe anh thế nào rồi? Vợ, em đến rồi đấy à? Mày đến rồi đấy à? Em mang cơm để cho hai người này. Sao đấy? Có chuyện gì không vui à? Không, làm gì có chuyện gì không vui đâu. Anh với My đang bàn về công việc thôi. Thế thôi, em ở đây với My nhá. Rồi hai người ngồi nói chuyện nhau nhá. Anh đi ra ngoài tí. Từ từ đã. Sao anh không ăn cơm? Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa rồi mà. Anh qua phòng lấy ít tài liệu để tối đem về nhà làm luôn một thể nhá. Thôi, hai người ngồi đi. Anh đi đã. Anh kiếm anh hôm nay làm sao ấy nhỉ? Có gì đấy sai sai? À, chắc là tại vì công việc căng thẳng quá cho nên là hơi áp lực thôi. Không có gì đâu nhá. Mà thôi, mày ăn cơm trước đi. Thế thì để này tí tao ăn nhá. Mà hình như là cuối tuần này lớp mình đi họp lớp đấy, mày có đi không? Họp lớp á? Sao tao lại không biết nhỉ? Nhưng mà dù sao thì gần đây tao cũng không liên lạc với bạn bè cũ nhiều. Thế có liên lạc với cả thằng Đức mà ngày xưa là người yêu mày không? Mày họ lĩnh tinh vớ vẩn cái gì đấy. Bây giờ ấy, mọi người đã có gia đình hết rồi, liên lạc làm gì nữa. Mà thôi, mày ăn cơm đi, xong rồi tí rồi làm. Bây giờ tao đi về đây, nhà tao nhiều việc lắm đấy. Tao đùa thôi, không có gì đâu nhá, đừng có nghĩ nhiều. À mà này, chiều ấy, nhớ nhắc anh Kiếm Anh là mang cặp lồng về cho tao nhá. Tao nhớ rồi, về đi. Kiếm Anh, lâu không gặp. Tường San, thế này là thế nào? Đức đấy à? Anh Kiếm Anh, đây là Đức, người yêu cũ của Tường San đấy. Mà sao hai người lại hẹn nhau ở xa thế này? Với cả mày cũng thật là, biết là chồng mình hay ghen rồi, thế mà vẫn còn hẹn người yêu cũ ra cà phê được nữa. Mày không nghĩ đến cảm xúc của chồng mày à? Mày thôi đi, mày đừng để tao phải buồn nôn thêm nữa. Buồn nôn á? Này, mày hẹn người yêu cũ đi uống cà phê, người buồn nôn phải là anh Kiếm Anh mới đúng chứ. Em bảo là em về ngoại cơ mà. Về ngoại mà ra đây à? Em giải thích đi. Mình cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện đi anh. Tôi không ngồi. Tường San, em giải thích đi. Được, em sẽ giải thích. Để là anh cứ bình tĩnh đi đã. Hải, em ra đây được rồi đấy. Cô Hải trợ lý, tại sao cậu ở đây? Cô bảo với tôi là cậu đi gặp khách hàng cơ mà. Anh cứ bình tĩnh, để cho anh nói đã. Dạ, em xin phép được nói ạ.
việc mà chị nhờ em như thế nào rồi? Bất ngờ lắm chị ạ, em cũng không tin được luôn. Mẹ anh Đức bị ốm nặng lắm à? Có nguy cơ chữa khỏi được không? Bất ngờ một cái nữa nhá, mẹ anh Đức ấy chả bị làm sao cả. Cái gì? Em đùa chị ạ? Em đùa chị em gì? À không, đúng là chị bị đùa, nhưng mà người đùa ấy not phải là em. Là như nào em cứ bỏ mơ mãi thế? Thôi em đùa gì thế thôi. Cái hôm mà chị đưa em địa chỉ của anh Đức ấy, em đã đến tận nhà anh Đức đấy và hỏi. Thế nhưng mà bất ngờ lắm chị ạ. Anh Đức thì có một cuộc sống cực kỳ khá giả, lại không cần nhờ đến chị giúp đỡ. Thế mới lạ. Mà đặc biệt một cái nhá, anh ấy là người không thích dùng Facebook. Khi mà em đưa Facebook của anh ra, anh cũng tí ngất cơ mà. Thế còn chuyện gia đình của anh ấy thì làm sao? Gia đình của anh ấy thì anh ấy là một người cực kỳ khá giả, cực kỳ có tiền. Đấy. Không cần nhờ đến chị giúp đỡ luôn. Mà đặc biệt em bảo chị dồn gì nữa, không thích dùng Facebook và cực kỳ ghét Facebook. Nhưng mà rõ ràng ấy là chị thấy hình ảnh của anh ấy được cập nhật rất là thường xuyên trên Facebook. Thì thế mới đáng nói. Nhiều cái nghi lắm. Anh bảo là có bao giờ anh chụp hình đăng linh tinh tinh đâu. Nếu vậy như thế, tức là có người đang giả danh Đức à? Xong rồi tiếp cận chị với mục đích gì nhở? Em cũng nghĩ thế. Em nghĩ là có một người nào đấy, họ đang cố tình mạo danh và cố tình chia rẽ chị với anh Kiếm Anh. Mà không biết là ai. À đúng rồi, chị mở lại Facebook kia xem. Có khi nhìn lại mấy cái ảnh anh tinh, có khi mình lại có những manh mối ấy. Đây, em ngồi xuống đây mình cùng xem đi. Đây này, đấy, chị nhìn xem này. Những cái tấm hình này, cái góc chụp như kiểu bị chụp lén đi. Đây này, nhìn góc như kiểu bị chụp lén thật đi. Đúng rồi. Nhưng mà khoan đã, khung cảnh này chị thấy quen lắm. Đấy là quán cà phê khi xưa mà bọn chị rất hay học lớp. Học lớp? Có thay đổi một chút thôi, nhưng mà chị chắc chắn là như thế. Tức là... chị biết là ai rồi. Ai ạ? Nhưng mà chị cần em giúp. Chị sẽ dụ con người này ra, nhưng mà em phải kết hợp với chị. Người này là trong công ty mình, không ở đâu xa lạ cả. Công ty mình? Và sau đấy, chị Tường Sang đã cố tình nhắn tin Facebook giả mạo kia, hẹn gặp người ta, mục đích là để dụ con mồi vào bẫy. Cậu nói như vậy nghĩa là đã có người giả dạng anh Đức đây để nhắn tin với vợ tôi à? Sao thế mi? Mày run sợ rồi à? Tao không ngờ mày lại hèn hạ và bỉ ổi như thế. Chính mày đang ghen tị với vị trí của tao, nên là mày đang muốn chiếm đoạt nó đúng không? Uổng công tao đã tin tưởng và giúp đỡ mày đấy. Em nói như vậy có nghĩa là người hại em là mi á? Phải, chính là cô ta, không phải là ai khác. Cái gì cơ? Ý mày là tao là người làm chuyện đấy á? Mày có bằng chứng gì không? Mày cần bằng chứng à? Được thôi. Mày tự mở ra và xem đi. Ở trong này ấy, có toàn bộ tin nhắn của tao và mày. Mày đợi khi văn phòng mọi người không còn ai nữa, mày giả vờ nhắn tin cho tao. Mày kêu là mày bận, mày chăm mẹ mày ốm, mẹ mày bị tai biến liệt nửa người. Tất cả những bằng chứng này ấy, tao đã nhờ anh Hải thu thập lại. Anh ấy đã đăng nhập vào máy tính của mày và có được những bằng chứng này đấy. Mày cứ xem kỹ đi. Sao? Mày không còn gì để biện minh nữa à? Tao không nói sớm ấy, tại vì tao đang muốn đợi thu thập đầy đủ tất cả bằng chứng rồi tao nói cho chồng tao biết, để cho anh ấy tin tao. Vì dù sao ấy thì mày cũng đang giữ một vị trí rất là quan trọng ở trong công ty. Chị đã cố tình đi học lớp để kết nối với anh Đức, thăm dò hai người. Nhưng mà khi biết anh Đức và chị Tường San không còn liên hệ gì với nhau nữa, thì chị liền nghĩ ra cách chụp hình của anh Đức, tạo Facebook ảo nhắn tin cho chị Tường San, mục đích là hẹn bằng được chị Tường San ra, rồi dùng cái tin nhắn đấy để đưa anh Kiếm Anh làm bằng chứng. Nhưng mà cái mày không ngờ nhất là tao lại biết địa chỉ nhà của Đức.
mày giả vờ mày là Đức để nhắn tin cho tao, tán tỉnh tao. Rồi đến khi tao từ chối ấy, thì mày lại bắt đầu kể khổ để cho tao phải động lòng. Muốn giúp đỡ mày, nhưng mà tao không muốn chồng tao phải nghi ngờ. Nên là tao đã nhờ Hải đến nhà Đức để giúp đỡ cậu ấy. Khi gặp Hải, tôi mới biết được rằng có người đang giả dạng tôi để nhắn tin qua lại từ San. Vậy nên mời tôi đến đây để giải quyết mâu thuẫn này. À, cảm ơn anh nhé. Không sao, anh hiểu ra vấn đề là tốt rồi. Tôi trước giờ chưa hề có ý định sẽ nhắn tin hay liên lạc gì với Tường San cả. Tôi và Tường San không có mối quan hệ gì hết, cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường. Tôi nghĩ anh nên tin tưởng vợ mình nhiều hơn đấy. Tôi biết rồi. Anh thật không ngờ em lại có thể làm ra những chuyện này để chia rẽ vợ chồng anh. Thật là quá thất vọng về em rồi. Mì, em đã có tất cả, nhưng em lại quá tham lam rồi đấy. Đúng, em có tất cả, nhưng mà em không có được anh. Anh thừa biết là em có tình cảm với anh cơ mà. Thế mà tại sao anh vẫn từ chối? Bỏ tay ra, thật là trơ trẽn mà. Đến nước này rồi, cô có biết hồi lỗi đi à? Cô tưởng là tôi không biết cô có ý đồ gì với tôi á? Tôi biết hết đấy. Nhưng mà bởi vì công ty, tôi phải ép mình để giữ cô ở lại. Tôi thật không ngờ cô ở loại người có thể làm tất cả để hại bạn, để hại ân nhân của mình. Ngày hôm nay, cho dù cô có giỏi giang như thế nào ấy, tôi cũng sẽ sa thải cô. Tránh xa tôi ra, tránh xa vợ tôi ra. Cô đi đi, đi ngay đi. Cảm ơn anh nhá. Nếu như có dịp, mời anh qua nhà vợ chồng tôi chơi. Chắc là thôi, tôi mà qua chơi cũng khéo cháy nhà.